Xin chào mọi người, em là anh Tuấn, đại diện kinh doanh của Nhất Huy Auto. Hôm nay thì xin giới thiệu mọi người những mẫu xe ở tại cửa hàng ở tại showroom hiện tại để mọi người có thể đến xem. Giới thiệu với mọi người trước là những mẫu con xe ở ngay từ bắt đầu cổng vào. Đây là hai chiếc, một chiếc mẹ GLC, một chị anh em nào quan tâm trực tiếp em sẽ giới thiệu giá và thông số cụ thể. Còn ở giữa hai xe đó thì đây là Prado 2010, hiện tại giá của nó là 900. Tiếp theo là cũng là một chiếc Prado nữa nhưng mà có đời cũng đời 2010, giá nó là 925 triệu. Tiếp theo mời mọi người bên trong, có rất nhiều xe ở bên trong này nữa. Ngay đầu tiên đây là một chiếc xe trắng bản Deluxe 2020, giá em biết nó hiện tại cửa hàng là 760 triệu. Tiếp đến ngay phía sau là chiếc Honda City Top này 2018, đặc biệt là đi rất ít, mới đi chưa đến 6.000, thì giá của nó hiện tại là 485 triệu. Ngay bên cạnh một chiếc Mazda 3 đỏ đời 2020, giá của em nó để anh em rước về là 630 triệu. Tiếp theo đây là một chiếc xe cũng rất đặc biệt, Colo GTZ 2.8, thì hiện tại là năm 2017, chạy dầu, giá của em nó là 565 triệu. Đây, Hyundai Tucson trắng thì là 2019, giá hiện tại là 845 triệu. Đây, bên này thì có Hyundai Santa Fe 2019, giá hiện tại là 1 tỷ 095 triệu. Ngay đằng sau đây là Forerunner quay chắc 2017, giá là 770 triệu. Em mẹt này thì cũng mới về cửa hàng mình, thì nếu mà anh em muốn biết thông tin và giá chi tiết thì có thể inbox hoặc gọi điện. Cảm ơn mọi người.